CEO Group đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào quý vị khán giả. Đây là chương trình Điểm tin 24 giờ được phát sóng vào lúc 19 giờ trên kênh thông tin Invest TV. Chương trình hôm nay ngày 4 tháng 3 năm 2020 sẽ có nhiều thông tin nổi bật như sau. Hôm nay, tâm dịch Sơn Lôi chính thức được gỡ lệnh cách ly. Bộ xây dựng trả đơn cầu cứu của Novaland về thành phố Hồ Chí Minh. Đầu năm 2020, giá đất Hòa Lạc lại tăng chóng mặt. Thưa quý vị, mới đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đồng Văn Quyền, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã công bố hoàn thành việc nghiên cứu và phát triển bộ sinh phẩm phát hiện nCoV. Bộ sinh phẩm này sử dụng công nghệ sinh học phân tử cho kết quả trong 80 phút so sánh với bộ kit WHO đang sử dụng chẩn đoán nCoV cho độ nhạy tương đương. Nguyên lý chung của bộ sinh phẩm dựa trên công nghệ nền là kỹ thuật sinh học phân tử. Hiện nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm đánh giá độ nhạy và đặc hiệu trên nhóm virus gây bệnh hô hấp ở người, không phải nhóm corona, do Viện Y học Dự phòng Quân đội và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cung cấp các mẫu chuẩn để kiểm tra kit có bị dương tính giả hay không. Kiểm tra trên 20 mẫu bệnh phẩm virus gây bệnh đường hô hấp chính ở người cho độ đặc hiệu 100%, độ nhạy đánh giá trong phòng thí nghiệm so sánh với bộ sinh phẩm của WHO cho kết quả tương đương. Ông Quyền cũng cho rằng, để chuẩn xác 100% phải kiểm tra trên bệnh phẩm. Hiện Viện Y học Dự phòng Quân đội đang cho thử bộ sinh phẩm này trên bệnh phẩm, kết quả sẽ được công bố sớm. Bước tiếp theo, nhóm nghiên cứu mong muốn thử nghiệm bộ kit này trên mẫu lâm sàng, xin phép Bộ Y tế phê duyệt. Nếu được ứng dụng thực tế, viện có đủ năng lực để cung cấp hàng nghìn bộ kit. Thưa quý vị, lại tiếp tục một thông tin đáng mừng về dịch COVID-19. Đúng 0 giờ ngày hôm nay, tức ngày 4 tháng 3, tỉnh Vĩnh Phúc đã chính thức gỡ bỏ lệnh cách ly xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên sau 20 ngày bị phong tỏa và không phát hiện ca nhiễm mới. Tính đến 0 giờ ngày 4 tháng 3, xã Sơn Lôi đã qua 20 ngày bị phong tỏa sau khi các cơ quan chức năng xác định nguồn lây bệnh viêm phổi cấp xuất phát từ xã này. Sau khi xã Sơn Lôi đã hết 20 ngày bị phong tỏa và không phát hiện ca nhiễm mới, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động gần 100 cán bộ y tế đến làm nhiệm vụ tại 12 chốt kiểm tra quanh xã, hơn 60 cán bộ y tế khác hỗ trợ chuyên môn tại 13 trạm y tế của các xã trong huyện Bình Xuyên. Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh này, hiện chấm dứt hoạt động của các chốt kiểm dịch. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục những hoạt động khác để không xảy ra ca nhiễm mới hoặc xảy ra các tình huống phức tạp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Xuyên cho hay, huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng, huyện này tiếp tục theo dõi, giám sát các trường hợp hết thời gian cách ly tại nhà trong thời gian ít nhất 14 ngày tiếp theo, mở rộng, rà soát và hướng dẫn các gia đình khai báo các trường hợp con em đang ở nước ngoài. Nếu về nước, phải phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp phòng dịch. Bộ Xây dựng vừa chuyển đơn cầu cứu của công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Novaland tới Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết theo thẩm quyền. Bộ Xây dựng cho biết đã nhận được đơn đề ngày 8 tháng 1 của Novaland về một số nội dung liên quan đến việc thực hiện dự án khu dân cư tại khu đất 30,2 ha, phường Bình Khánh, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Quốc tế Thế kỷ 21, công ty thành viên thuộc Novaland làm chủ đầu tư. Sau khi nghiên cứu đơn của doanh nghiệp, Bộ Xây dựng cho rằng nội dung nêu trong đơn của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, vì thế đã chuyển đơn của Novaland đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời có báo cáo kết quả giải quyết về Bộ. Trước đó, ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Novaland đã nhiều lần gửi thư kêu cứu Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho triển khai dự án 30,2 ha tại phường Bình Khánh, nếu không sẽ bị mất thanh khoản dẫn tới nhiều hệ lụy cho thị trường bất động sản, vì đây là dự án đã đủ điều kiện bán hàng và Novaland đã bỏ vào đây hơn 6.000 tỷ đồng. Thị trường ghi nhận đất tại Hòa Lạc đã có 2 lần sốt đất vào giai đoạn năm 2008-2009 và giai đoạn cuối năm 2018, đầu năm 2019. Đến nay, đất tại Hòa Lạc lại tiếp tục tăng giá mạnh bởi các thông tin quy hoạch. Theo giới kinh doanh bất động sản tại đây, hiện tại mặt bằng giá đất Hòa Lạc trung bình tăng khoảng 4-50% so với thời điểm năm 2018. Thời gian qua, đã có nhiều khu dân cư, khu nhà ở tại Hòa Lạc bán đất nền ra thị trường như ở khu vực Phú Cát, Nam Láng Hòa Lạc, Linh Sơn, Bình Yên thuộc Thạch Thất,
sát khu công nghệ cao. Mặc dù nhiều khu vực giá đất đã tăng đáng kể trong năm qua, nhưng theo ghi nhận của giới đầu tư bất động sản địa phương, thì mặt bằng chung giá đất hiện tại còn thấp hơn nhiều so với thời kỳ đỉnh điểm cơn sốt vào năm 2010. Đất nền tại các khu nhà ở, khu dân cư phát triển mới ở Hòa Lạc đang là sản phẩm được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Nhiều dự án được chào bán ra thị trường với mức giá dao động khoảng 8 đến 20 triệu đồng một mét vuông. Đơn cử một khu dân cư mới có quy mô hơn 8 hecta, được đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có cảnh quan đẹp, thoáng đãng tại xã Bình Yên, nằm sát khu công nghệ cao với giá 15 đến 25 triệu đồng một mét vuông. Dự án được phân ra thành các lô đất có diện tích khoảng trên 80 mét vuông đến 140 mét vuông. Nhận định về thị trường bất động sản Hòa Lạc, nhiều chuyên gia cho rằng gần đây thị trường đất nền Hòa Lạc khởi sắc hơn nhờ việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông và những tín hiệu tích cực từ xây dựng khu công nghệ cao Hòa Lạc. Theo giới kinh doanh, thì những nhà đầu tư ở đô thị vệ tinh này phần lớn là các chuyên gia trong khu công nghệ cao và một số nhà đầu tư dài hạn đón đầu sự phát triển của đô thị vệ tinh. Bên cạnh đó thì giới nhà giàu thủ đô thường mua đất ở khu vực này nhằm đáp ứng nhu cầu căn nhà thứ hai ở tại các dự án sinh thái hoặc mua các lô đất nền có sổ đỏ, vừa làm kinh doanh các khu nhà ở cho thuê, đồng thời làm của để dành cho tương lai. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoàn vừa ký văn bản về việc ngăn chặn, kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép, đồng thời yêu cầu công khai dự án vi phạm về đất đai của chủ đầu tư. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân Thành phố yêu cầu Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư công khai quyết định pháp lý về đầu tư và sử dụng đất của những dự án nhà ở đã được phê duyệt nhưng có vi phạm pháp luật đất đai, không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở. Các cơ quan trên phải có trách nhiệm công khai văn bản, quyết định xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng của chủ đầu tư dự án nhà ở nếu có, tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân còn yêu cầu các sở này công khai dự án kinh doanh nhà ở, dự án đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở và dự án đủ điều kiện kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận chủ trương tiếp tục triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trong khu đô thị mới Thủ Thiêm ở quận 2. Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức hợp tác công tư (PPP), Ủy ban Nhân dân Thành phố đã chấp thuận chủ trương tiếp tục triển khai dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, dự án quảng trường trung tâm và công viên bờ sông trong khu đô thị mới Thủ Thiêm theo hình thức hợp đồng BT. Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng khu lâm viên sinh thái thuộc vùng châu thổ phía Nam thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng chấp thuận chủ trương tiếp tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc Nam, xây dựng 4 cầu, công trình nạo vét rạch, đào hồ trung tâm và các kênh mới trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ngoài ra, thành phố tiếp tục triển khai dự án đầu tư xây dựng đoạn tuyến kết nối đường từ Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa, quốc lộ 1, quận Thủ Đức, dự án xây dựng trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng tại số 8 đường Võ Văn Tần, quận 3 và dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa Tân Bình, quận Tân Bình. Ông Võ Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa giao Sở Xây dựng thành phố hướng dẫn Ủy ban Nhân dân quận 2 thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với 17 công trình sai phạm tại phường Thảo Điền. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân quận 2, 17 công trình trong danh sách đen xây dựng sai phép, xây vượt tầng, trái quy hoạch. Trong số 17 công trình này, Công ty Công ích quận 4 có tới 9 công trình vi phạm xây dựng. Hoạt động vi phạm của Công ty Công ích quận 4 chủ yếu diễn ra tại hẻm số 9, đường 66, phường Thảo Điền, nơi được mệnh danh là phố nhà giàu. Đối với những công trình vi phạm còn lại ở hẻm 188 Nguyễn Văn Hưởng, mới đây ông Võ Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân quận 2. Tại buổi làm việc, ông Hoàn đã giao cho địa phương nghiên cứu các quy định của pháp luật, hướng dẫn để cưỡng chế tháo dỡ, đảm bảo tính răn đe của pháp luật. Trước đó, Thanh tra Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã có 17 quyết định xử phạt đối với chủ của các công trình vi phạm về xây dựng nói trên. Thế nhưng chủ các công trình đã không thực hiện đầy đủ nội dung của quyết định. Tiếp đó, cơ quan chức năng đã phải ban hành thêm 17 quyết định cưỡng chế nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện. Thưa
Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phát đi thông báo và cắm bảng cảnh báo một khu đất nằm trên đường Tân Túc. Khu đất này tiếp giáp ba mặt tiền đường nằm trong khu vực hành chính huyện Bình Chánh bị các đối tượng vẽ dự án ma để lừa bán cho khách hàng. Trước đó, nhiều công ty môi giới và có đất đã vẽ hàng loạt dự án với tên gọi như khu dân cư hành chính, khu nhà ở hành chính Bình Chánh với mục đích phân lô, bán nền trái phép rồi giao bán trên mạng xã hội và các website chuyên mua bán bất động sản. Ngoài ra, còn có nhiều nhóm người ăn mặc lịch sự dẫn khách hàng tới khu đất này để tổ chức các buổi tham quan, giới thiệu dự án và mời đặt cọc giữ chỗ. Trước thực trạng này, Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Túc kêu gọi người dân cảnh giác và cần kiểm tra thông tin trước khi thực hiện việc mua, bán đất nền ở những khu chưa được cấp phép. Theo ghi nhận của phóng viên, hiện trạng khu đất chỉ là một bãi đất rộng với cây cối mọc tùm, hoàn toàn không có dự án nào đang triển khai như quảng cáo trên các trang mạng. Đến đây thì thời lượng của chương trình Điểm tin 24 giờ cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, cũng như cảm ơn sự đồng hành của công ty cổ phần tập đoàn CEO. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về kinh tế bất động sản. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề đầu tư hay thông tin thị trường, có thể liên hệ theo số hotline của chương trình là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ mail là banbiantap@invest.com.vn. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này ngày mai.